Linh xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Hèn Lì của Dung Tư Điển. Mọi người, hôm nay nhà Ly sẽ dẫn mọi người đi đến vườn, tận vườn á, để hái cherry nha mọi người. Thì cái vườn ở chỗ này thì nó cũng khá gần nhà chỗ Ly á. Từ đây đi đến khoảng 30 mấy phút gì đấy. Thì mấy người chị ở chỗ này, mấy cả cô ở chỗ này ấy, thì cũng có đi hái cùng. Thì mấy người có hẹn Ly đi cùng, cho nên là mấy người đã đến đây trước rồi. Còn bây giờ nhà Ly mới đến nơi, mình bây giờ đang đi vào. Trời ơi, quá đông luôn mọi người ạ. Đông mà nó đi vào khó khăn luôn đấy mọi người. Đây là ông chủ của trang trại ra để dẫn đường để vào ấy mọi người. Tại vì đông quá, khó đi lại ấy. Thế nên là ông chủ ra để giúp, kiểu giúp các xe để đi lại cho nó dễ mọi người. Đây là vườn cherry nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào vườn và hái ngay tại vườn nha mọi người. Mà mình lúc mình hái ấy, thì mình có thể ăn được luôn đấy mọi người. Hôm nay rất là đông người hái. Cho mọi người xem quả kìa, chĩu cành luôn. Trời ơi, nó nhiều lắm luôn đấy. Đây là vườn luôn mọi người. Bên mình cũng hẹn mấy người chị, mấy cả cô ở trong xưởng làm á. Bây giờ bọn mình đến rồi, thì bây giờ mình vào coi xem là mọi người đã đến chưa. Chắc là mọi người chưa đến đâu. Đông lắm luôn á. Đi ra kia là mình sẽ đi ra đấy lấy cái xô để đi hái nè. Vườn còn rộng lắm mọi người, đằng sau kia nữa kia. Em Sóc ơi, Sóc ơi, con làm gì đấy? Con đi hái cherry. Đây là mỗi người sẽ được một cái xô như này, xong rồi hái xong mang vào, bỏ cái túi ra và cân lên xem là mình được bao nhiêu cân vậy thôi. Còn ở dưới kia là có những cái tấm biển ở đấy là hái được bao nhiêu cân này, rồi những cái gì đấy ở đấy. Thì mình có nhìn giá thấy trời ơi nó quá là rẻ luôn đấy mọi người. Có 45 đồng tiền Thụy Điển cho 1 ký nếu mà mình tự hái như này nè. Trời ơi, nếu mà họ hái cho mình rồi ấy thì cũng chỉ có 70 đồng. Mà nếu như mà mình đi ra ngoài chợ mua mà một cái hộp đâu hay là một cái túi đâu có hơn cân gì ấy mọi người, nó đâu đến mấy trăm đồng một cân đấy mọi người. Trời ơi, quá là rẻ luôn cơ. Vậy nên là ngày hôm nay sẽ đi hái làm sao có nhiều nhất có thể. Xong rồi. Đây ngoài cherry còn có lê, táo, ô quả nho, chuỗi ngọc là mọi người nhìn nhiều chưa? Sai chút cành. Đây là táo, còn nho nữa kìa mọi người kìa. Mọi người đến trước rồi, mọi người đang ở đâu ấy mà Ly không biết. Bây giờ phải đi vườn vào bên trong, mãi trong vườn trong á, thì cái vườn bên trong đấy nó có nhiều quả ngon hơn ở cái vườn ngoài. Nho kìa mọi người ơi. Mấy đâu? Alo. Alo. Ôi giời ơi, treo mãi trên đấy rồi. Ôi giời ơi, trông kìa, như con khỉ ở trên đấy rồi. Sao ơi, ra đây con. Con khỉ đâu rồi? Khỉ ơi, tán khỉ treo cây ở đây. Tìm quả. Này tự đi ăn, đi ăn, ăn ra. Đi xe đó. Wow, ngon quá. Ngon quá. Này nhìn thấy bao nhiêu là quả to, nhìn muốn hái lắm. Lúc này là Ly đang ở trên cây trèo vừa hái để vừa quay cho mọi người xem ấy. Trời ơi, lúc này sợ ngã lắm luôn đấy mọi người. Tại vì một tay cầm điện thoại, một tay để hái nữa ấy, nên là rất là sợ ngã. Ly lên thì hái được có từng này, nhưng mà
Tại vì Ly không có đồ để đẻ, cho nên là không có thể tự nhặt ra những cái quả mà xấu trước. Nên là bây giờ sẽ vừa hái trước đã, xong rồi xem là nếu mà quả là xấu thì mình xuống rồi mình nhặt ra lại sau. Trời ơi, đến đây nhìn thấy cherry nhìn nó sướng mắt lắm mọi người. Nhìn thấy cây nào cây đấy, quả nào quả đấy nó cũng to đùng dậy. Nhìn đã là đã, lúc nào cũng muốn hái luôn đấy mọi người. Ở đây thì các cô các chị đến trước mình một lúc rồi, cho nên các cô các chị hái được khá nhiều rồi. Ly bây giờ mới đến, cho nên là bây giờ mới đi hái thôi. Mà Ly hái đến muộn cho nên là không có thang để leo, phải tự trèo lên đấy mọi người. Đứng ở bên này nhìn sang cô Hà ở bên kia đang hái kìa mọi người. Không phải em đâu. Em vô cam, vô tội. Gây cả canh. Sao đây? Nhìn như đúng như con khỉ ngồi ở trên này này. Nhìn đúng như con khỉ ngồi. Bất cây bé bé con con. Quỳnh nó không dám trèo đâu. Quỳnh nó không dám trèo đâu. Quá có trời chị ơi, mà không ai cầm hộ. Quỳnh ơi, cái xô đó. Trời ơi, lúc này buồn cười ấy, là buồn cười luôn đấy mọi người. Chị có cái cành ở mãi xa ơi là xa mà chị không với tới được. Thế xong rồi chị phải đứng chị ấn xuống, xong rồi chồng mình mới phải kéo xuống để cho chị lấy được vào ấy mọi người. Xong là kéo vào mà cứ sợ gãy cành ấy mọi người. Mà làm gãy cành của người ta thì cũng kiểu thấy sai sai ấy. Nên là vừa đứng vừa giữ mà buồn cười lắm luôn đấy mọi người. Mấy chị em cứ đứng ở đây cười với nhau, khắc với nhau không ấy mọi người. Mọi người ai cũng giỏi trèo leo, người thì vác thang, người thì trèo thẳng lên cây. Trời ơi, được một ngày vui ơi là vui luôn đấy mọi người ạ. Một lúc tụi chúng đây là mọi người. Bây giờ nhặt những quả sống này ra em để ăn trước. Còn lại mang vào để cân lên. Bố con nhà em Sóc về hái chán rồi sẽ quay ra đây ngồi chơi rồi ăn quả luôn đấy mọi người. Em Sóc ăn quả nó mà đỏ chết cả mồm ra rồi đấy mọi người ạ. Ăn nhiều quá, bố cứ đứng ở dưới bố hái cho em ăn á. Cứ quả nào mà gần tay với của bố là bố hái xuống cho em ăn, đến nỗi mà áo của bố còn dính luôn cả màu của quả cherry luôn rồi kìa mọi người ạ. Miệng của em ấy thì đỏ cho chết lên rồi nữa. Lúc này mọi người kiếm được một cái cành mà nó sai chiếu quả vào luôn đấy mọi người ạ. Trời ơi, hái xuống nhìn này, bao nhiêu là quả nó sai chiếu cành vào luôn đấy mọi người. Trời ơi, nhìn mà thấy đã mắt luôn mọi người. Cái vườn này thì họ còn mở đến tận tháng 9 nữa cơ mọi người. Thì tháng 9, tháng 10 ấy, mình đến đây để mình hái táo này này, rồi hái lê nữa. Trời ơi, ở trong này quá là nhiều loại quả luôn ấy. Đến đây là vườn ở đây cực kỳ rộng luôn ấy. Mấy đứa cháu ấy, nó còn ăn đến nỗi mà nó chen chất hết cả miệng với tay chân nó luôn mọi người. Rồi em Sóc lại được hết người này đến người kia đút cho ăn nữa cơ. Trời ơi, không ai thiếu một cái gì luôn. Lúc này mình đang thu âm mà em Sóc em mới đang ở ngoài em mới bò xong rồi em mới gào ầm nhà lên vui lắm mọi người. Ăn một nhỏ. Ông cái gì nhỉ, bà đi qua ông đi lại. Vẫn đi luôn em. Vẫn đi mà. Mang về nó bị thối ấy. Bà ăn thì ăn không? Con ăn. Thối em nhanh thối lắm, mấy quả lứt rồi nó nhanh thối lắm, nó mốc ở cái chỗ lứt lên ấy. Ôi trời ơi. Ảnh nữa Quỳnh ơi. Ôi trời. Nó kiểu bố bán nó đi mà. Có mồi mà. Cái lứt kia thì. Kệ tắm. Chúng ta đi nó kiểu mà lâm nữa đây. Sóc ơi. Tên gì? Ơi. Sóc. Sóc. À Sóc à? Khóc cười. Sóc ơi đây. Cười kìa, cười. Mấy người ngồi nhặt những cái quả hỏng ra mà như kiểu đang ngồi bày ở ngoài hàng xong bán chợ cho mọi người. Hái một lúc xong thì cũng đến giờ kiểu để trang trại họ đóng cửa rồi ấy. Thì họ đóng cửa lúc 6 giờ cho nên là bây giờ hơn 6 giờ rồi cho nên là phải ra đi về đấy mọi người ạ. Chứ không là vẫn còn muốn hái nữa lắm. Tại vì nhìn thấy vẫn còn ham lắm mọi người. Đi ra bên ngoài này này, nhìn cái cây cây như này này, ở trên cây mà có những cái quả nó mọng nước nó to ấy, là cũng muốn xà vào để đi hái tiếp lắm mọi người. Nhưng mà ơi, nhìn thấy quả cherry của Ly cắn ra này mọi người, nhìn thấy nó đã không, nó ngọt lịm xong nó tím lịm vào ấy mọi người. Mà quả cherry nha, thì quả nào nó càng đỏ như này nè thì nó lại càng ngọt luôn ấy mọi người. Nó càng đen nó lại càng ngọt luôn ấy. Mọi người biết quả này quả gì không? Mà ăn nó ngon lắm luôn. Ăn nó giống quả sâu ra đất luôn đấy mọi người. Mọi người biết là quả gì không? Trời ơi mọi người, quả này ngọt lắm luôn. Ly không biết quả gì, nó ngắm gai lắm. Thôi đen spot ở đây in nó.
Wow. Khúc này ra xếp hàng trả tiền lại mọi người. Trời ơi, ai cũng hái đâu 3 cân rồi mấy cân lận. Mỗi mình Ly hái có 2 cân mấy thôi. Nhưng mà tại vì nhà Ly có 4-2 người, cho Ly cũng không dám hái nhiều. Tại lần đầu tiên Ly đến đây hái thì hái nhiều quá, xong cuối cùng về để lâu quá nó bị hỏng ấy mọi người. Cho nên là cũng không dám hái nhiều, hái để đủ ăn thôi. Nếu mà muốn hái tiếp thì mình có thể đi đến đây để hái tiếp. Tại nhà Ly cũng khá gần đây. Bây giờ thì các cô với các chị sẽ đi về, còn nhà Ly cũng sẽ đi về. Nhưng mà nhà Ly sẽ đi ra cái hồ ở cái chỗ đối diện cái trang trại này luôn này mọi người, để xem là cái hồ nó đẹp như là, tại vì ông chồng Ly chưa được xem mà Ly thì xem rồi, ông ấy muốn qua đây xem để xem là cái hồ này nó to nó đẹp như nào ấy, để nếu mà được thì lần sau ông ấy sẽ đến đây ông ấy tắm kiểu như vậy đấy mọi người. Thì cái hồ ở đây rất là rộng luôn đấy mọi người, hồ này là hồ lớn nhất ở cái tỉnh vùng miền Nam nhà mình ấy mọi người. Cái hồ này là hồ cực kỳ lớn luôn. Bây giờ mọi người cùng đi quay xem là cái hồ nó rộng như nào nha. Đâu xong mình chết nó hả xong này đâu. Xe vào tứ nó bỏ từ ốc xuống. Rồi bây giờ bố Hanh kéo con cho em ấy thử nước ở đây xem là có lạnh không. Thực ra thì nước ở trong hồ như này thì là vậy là ấm rồi, nhưng mà ông chồng mình thì thấy vẫn còn lạnh, mình thì thấy là vừa đủ chứ không có lạnh như mình nghĩ. Nếu mà như bình thường ấy thì nó sẽ lạnh hơn nữa cơ, nhưng mà như vậy thì cũng không phải là lạnh quá. Xong sau đấy thì nhà Ly có đi xe để đi về, lần này là đi về thật rồi, không có đi lang thang nữa. Và bây giờ là video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Cái đoạn này Lý quay hai bên đường là hai bên cánh đồng ruộng lúa mì ấy mọi người. Nhìn nó chín vàng như kiểu là ruộng lúa chín vàng nhà mình ấy nhở. Mọi người ơi, lúc chiều hoàng hôn nó rất là đẹp luôn này mọi người. Lúc này nó rơi vào khoảng 10 rưỡi, gần 11 giờ ấy mọi người. Trời nó rất là đẹp luôn. Trời ơi, mấy ngày hôm nay trời đều đẹp như vậy mọi người ạ. Tiếc cái là mấy cái cây kia nó che vật đi rồi chứ không thể nhìn nó đẹp cực kỳ luôn đó mọi người.